Em tiếp tục với một clip tiếp theo. Nói chung cũng tiếp tục bắt đầu từ con kèn đồng kèn đá này nhá quý vị nhá. Con kèn đồng kèn đá này hoạt động tốt, máy cổ chạy đĩa đá nhá quý vị nhá. Giá của em nó là 5,5 triệu, 5,5 triệu cả bộ này nhá, kèn đá nhá, 5,5 triệu quý vị nhá. Tiếp theo nữa là sang đến loa, em quay gần hết rồi. Đến đôi loa Daily. Dòng Daily này bát sâu sát đất luôn, hàng dòng loa Đan Mạch. Còn rất là đẹp quý vị nhá. Đôi này Daily quý vị cần thì em gửi clip cho, có clip chi tiết. Bát 18, hai bát 18. Báo quý vị là đôi này bát sâu thăm thẳm luôn nhá. Một tép đom giữa, mặt trước phủ một lớp nhung, được gắn một lớp nhung liền nhé. Chiều cao của em nó là 90 85 phân. Đây loa Daily, logo là Daily nhé. Hàng còn rất là đẹp quý vị thông cảm, nó hơi tối này. Đây, em tránh quay xa quý vị nhìn. Đó là dòng loa Daily của Đan Mạch quý vị nhé. Chiều sâu là 30, e căng còn đầy đủ. Hai bát 18, dòng này nghe không hay không lấy tiền luôn nhá. Nó là con Daily. Đây, Daily 104 quý vị nhá. Daily 104 nhá. Mặt nhung quý vị nhớ giúp em nhá. Giá đang là 5,9 triệu, còn 5,5 triệu để em đỡ phải chuyển trong kia nhá. 5,5 triệu nhá. Dòng đan loa Đan Mạch nhá. Tiếp theo. Đến đôi loa tiếp theo. Là đôi loa Calip. Calip thì quá chất rồi. Đây, quý vị nhìn chưa? Đây là đôi loa Calip. Một bát 20, một tép kèn nhá, một tép kèn. Chiều ngang của em nó là 25. Chiều cao thế nào? Chiều cao là 75. Dưới cùng là hai lỗ thông hơi to vật vã nhé. Phía dưới cùng nói chung là hàng có rất là đẹp quý vị, nói thật luôn là quý vị cần chi tiết có giữa núm mắt đỏ nhé, gần lõm gần cao su, gần lõm quý vị nhé. Hàng này đã bảo không hay không lấy tiền. Quý vị đợi em một chút để em lấy cái đèn soi. Đây quý vị nhìn nhau, còn là rất là đẹp luôn nhá. Ở phía dưới cùng là hai lỗ thông hơi. Loa em nó là loa Carib, Fangate Carib, Fangate Carib nhá. Ở đây phía sau của em nó đây còn nguyên vết bụi này, vừa lau tay quý vị đây. Fangate Carib này trở kháng 8 ohm quý vị nhá. Cảm ơn. Đấy quý vị. Đôi loa Calip này giá của em nó 6,9 triệu, giờ 6,5 triệu giảm đến 400 để cho đỡ phải chờ lên cơ sở mới. Đây tem logo chữ ký khi xuất xưởng này quý vị nhá, 6,5 triệu nhá. Quý vị nhớ giá em báo trên hộ em. Tiếp tục sang đến đôi loa Realtek. Realtek này có âm ly Realtek, là rất là nhiều Realtek nhé quý vị nhé, âm ly có trong đó. Quý vị nào có nhu cầu, đây là đôi loa Realtek công suất cũng khá lớn, bởi vì là nó chiều cao của em nó đến 90 phân, chiều cao 90 phân quý vị nhé, chiều ngang 30 này, thiết kế với hai bát 21 nhé. Một tép nhé. Giá của đôi này có thể vừa nghe vừa hát được nhé, ê căng đầy đủ.
Sao mờ thế nhỉ? Ngoài nơi công sao đây mờ đấy? Tự nhiên lại mờ khó nhìn. Ở đây. Đấy, đưa ra tích nhá. To vật vã. À, đang 7 triệu 9, còn là 7 triệu rưỡi quý vị nhá. Quý vị là cần clip chi tiết em gửi cho. À, tiếp theo đến đôi loa cực chất của anh này, đây là đôi loa của anh quý vị nhá. À, đôi loa anh chưa. À, em sẽ quay phía sau cho quý vị giới thiệu. Bát hông luôn nhá, có cả bát hông luôn nhá. Súp đánh rất là hay. Đôi này nghe không hay không lấy tiền của quý vị. Đây là đôi Koda 90 quý vị nhá. Koda 90 nhá. Koda 90. Được chưa? 120W, 125W một loa. Đây. Thùng vách thì còn rất đẹp nhá, để em quay nốt bên này cho quý vị xem không được bảo tại sao. Bên kia chắc để các cháu nó cạo tay vào. Đây, Koda 90. 120W một loa, chưa vệ sinh gì cả. Hàng bao zin hoạt động tốt nhé. Con này cực kỳ là hay luôn, không hay không lấy tiền của quý vị luôn nhé. À, loa được vít từ phía sau, có nghĩa là con loa bát này nó tạo một khung bát rất là cứng, có nghĩa là khung đúc ấy, nên là khi ghim khi giữ bát ở đằng trước về đằng sau họ dùng một thanh sắt vít họ kéo sang đằng sau, kéo ghim về đằng sau, nên là phía trước không có ốc. Quý vị là dùng gia đình mà nghe những đôi loa này, nghe nhạc trữ tình bolero, trữ tình cổ điển, không hay trả lại hàng cho em nhé. Ngoài trả giá lại còn bèo nữa, 5 triệu 8 quý vị nhé. Giờ giảm có 5 triệu rưỡi cho quý vị, đỡ phải trở về 5 triệu rưỡi nhé. Koda, được chưa? Không hay không lấy tiền, cần đến nghe luôn nhé. 5 triệu rưỡi đôi loa này. À, đôi loa này của thế nào? Made in thế nào? Thì em nhìn xem hàng của nước nào. Con này là Allen nhé quý vị nhé. Allen nước Anh nhé. Của nước Anh quý vị nhé. Đấy, em nói là của nước Anh. À, đang giá là 5 triệu 8. Giờ 5 triệu rưỡi, đỡ phải thuê chở quý vị nhé. À, tiếp theo thì đến dàn. Đây là các loại dàn này. À, dàn là Pioneer này, đây là dàn Pioneer quý vị nhé. Dàn Pioneer 730. À, quý vị mua loa em bán, mà mua dàn riêng em bán, mà mua cả bộ em bán hết nhé. À, sang đến đây nữa là Panasonic D50 nhé. À, tất cả đây, dàn Panasonic D50. Tiếp đến là Kenwood. Nói chung là quý vị bây giờ thích mua loa rời bán mà mua dàn nó. Còn đây, à, đây là một đôi loa gọi là phải cực kỳ độc nhé. Không có đôi loa nào độc như đôi này đâu quý vị ơi. Đây. Rất là gọn, em cao xem nào, 40 phân. À, một loa đồng trục phía giữa, hai trung bên, một tép phía trước. À, thiết kế đây là bộ điều chỉnh, à, cân chỉnh loa nhé. Đây phía sau của em nó đây, hai cầu phía sau của em nó đây. Đấy, này bỏ nó ra cho đỡ lẫn này. Phía sau của em nó đây. Em nó là Henry nhé. Đây là đôi loa Henry. Đôi loa Henry hàng chưa thấy có chữ made in, nhưng Canada. Canada giữa đây. Loa Henry đây. Quay xa thì quý vị xem rõ nó đấy. Đấy. Một con quay lưng lại, một con mặt trước. Con này thì khớp báo không hay không lấy tiền. Hàng chất. Mà độc chỉ có một chứ không có đâu. Quý vị tìm chán đi, không có đôi nào thứ hai đâu. Giá đang 7 triệu 9, có 7 triệu rưỡi quý vị nhé. 7 triệu rưỡi. À, em tạm quay clip đây đã. Hẹn quý vị clip sau.